Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Vàng Phèo Phong Thổ Mường So các bạn ạ. Hôm nay thì ở đây có lễ hội Ác Hồ Chiêng. Ác Hồ Chiêng theo tiếng Thái thì có nghĩa là gội đầu, Tết gội đầu các bạn nhá. Chào các cháu nhá. Gội đầu Tết à? Các cháu là năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Lớp 12 ạ. 12 ạ. Cháu 17. Cháu 17 ạ. Thế là ở đâu, nhà đâu? Ở Tây An ạ. Ở Tây An ạ. Tây Sơn ạ. Đây là Tây An này, đây là Tây gì? Tây Sơn ạ. Đây là Tây Nguyên ạ. Đây Tây Nguyên ạ. Thế có ai ở Vàng Phèo không? Vàng Phèo. Đây là bằng tuổi nhau hết à? À thế ạ. Nào mấy đứa quay ở đây hết nào, nhìn chú nào, tí nào, quay ở đây à. Mấy cái đứa này quay lưng ra đây nào. À quên, quay mặt đây. Cháu ơi, hai cháu này quay mặt ra đây. Ôi trời ơi. Ôi cháu, đấy. À, giới thiệu thêm với các bạn là khi mà về với Vàng Phèo, khi mà về với Mường So, về với Mường So Phong Thổ thì nơi đây là được gắn liền với cái nôi văn hóa của bà con người Thái Trắng. Ở đây là gọi là những người là các em các cháu đang tái hiện lại cái phong tục truyền thống của bà con. Nói chung là sau này thì nói chung là cũng là những cây văn hóa phải giữ gìn cái bản sắc này. Thì Mường So thì còn được biết đến là một trong những vùng đất mỹ nhân đẹp mà gọi là nhất Tây Bắc. Thì nếu như có dịp đến với Lai Châu thì bạn nhớ gọi là ghé qua và trải nghiệm bạn nhé. Ở đây là có tất cả bao nhiêu em đây? 30 à? À thế là nhiều tuổi nhất là mấy tuổi và ít tuổi nhất là mấy tuổi? 18 à? Thế là đủ tuổi lấy chồng rồi ấy nhỉ? À đấy. Ôi. Đây gọi là toàn các cháu em quá đặc sắc luôn. Thế là mình có hay gội đầu không? Không ạ. À thế á? Thế là hôm nay được gội rồi đấy. Ok. Sao bạn này má đỏ thế nhở? Ngại à? Đây, chuyển cao. À, đây à? À. Đấy các bạn thấy không? Đấy, và người làm cái nghề này cũng sướng phết anh em ạ. À, đấy. Còn để mà duy trì gọi là để mà dạy được các em này gọi là gội được cái đầu theo đúng truyền thống ấy thì cũng phải nhờ các cô các chị đây. Một xíu nữa thì các cô các chị sẽ tập trung ở đây. Mình nghe thông tin là khoảng tầm 100 người các bạn ạ. Đấy. Cô gái Thái Mường So nha. Em tên là gì đấy? Dạ em tên Diệu Anh ạ. Diệu Anh á? Vâng ạ. Thế là đang mình đang học ở đâu? Em học ở đây ạ. Học ở đây là học ở đâu? Em học trường trung học phổ thông Phong Thổ ạ. À, dạ. Thế là đã đi gội đầu lần nào chưa hay là hôm nay là đầu tiên? Hôm nay là lần đầu tiên ạ. Bình thường là em hay xem các bà các mẹ làm. À, dạ. Thế là Tết là có gội không? Dạ, Tết thì vẫn hay đi xem còn. À, nhưng mà Tết là mình hay gội nước gạo nhỉ? Gội nước gạo ạ. Đấy, có người yêu chưa? Cái này em không nói được. Ôi mà xong nói trêu là đủ tuổi lấy chồng rồi nhưng mà cũng mong các em lấy chồng vừa muộn tí. Còn học nữa các bạn ạ. Đấy, không trêu các cháu. Trêu các cháu và các cháu cứ ngại bây giờ đấy. Cháu tên là gì đây? Tên là Nhi ạ. Nhi. Cái gì Nhi? Vàng Yến Nhi ạ. Vàng Yến Nhi. Ờ. À. Đây. Con cháu này tên gì? Huyền ạ. Huyền ạ. Đây ạ, bạn này. Đây. Dạ. Ngọc Anh. Ồ. Phan Cứng ấy xuống. À thế ạ, Phan Cứng ạ. Nhưng mà cái đám này này phải quay về đây chứ. Quay đi vào đâu ấy? Các em mới ngại mọi người ạ. Cân tay nổi. Trước là các cô có gội như này không? Các bà như này không? Cân tay nổi chả là. À, có gội chứ? Có chứ. Có đúng không? Ừ. À. Thế mà tóc các bà bây giờ nhìn vẫn dài nhỉ? Nhà mình là Tết là hay gội nước gạo ấy nhỉ đúng không? Ừ, nước gạo. Để tắm mà gội nước gạo thôi. Đấy, như cái này. Như cái này là cũng phải dài thêm tí nữa nhỉ? Đó. Nhưng mà này bây giờ nhá, mấy đứa quay hết ra đây xong rồi cho chú đứng ở giữa chụp kiểu ảnh đó đấy, đi cho chú đưa lên kênh đi được đấy. Nói chung là ở đây cũng là một cái sự duyên dáng gọi là các em có ngại thì nói chung là không thẹn nhiều tuổi mới lớn mà đấy. Đây là, ẩn sau đây là các cô các chị. Rất tuyệt vời quá. Các bạn nào gửi tôi điện thoại đấy. Đúng rồi, bạn nào
Đây đi vào sâu vào quần chúng tí. Đi sâu vào quần chúng là trò chuyện với chị tí rồi. Mấy cho chị này là người ở đâu? Chị? Hội Bảo. Ở Hội Bảo. À, thế là hôm nay là cả xã luôn đấy nhỉ? Cả xã. À, thế hôm nay là cả xã về đây để gội đầu các bạn ạ. Thế như mình ở trên đấy thì mình có hay gội không? À. À, nhưng mà đúng là phụ nữ người Thái nhỉ, ai nhìn cũng xinh thật đấy, tóc dài ấy chứ. Con em là tuổi nghệ đúng không? Ừ. Mấy chị này thì trước kia đi văn nghệ ở cổ kính như mình cũng dẫn đi để múa. Thế là bọn em là ở chung một bản hay là khác bản nhau? Khác bản, thế là tối nay là đối thủ với nhau rồi đúng không? Ồ, rất tuyệt vời. Sao lại đối thủ của nhau rồi? Ai là Thái pha kê giơ tay nào? Ở đây Thái Nguyên chất luôn. Hai Hồng Nguyễn, em Anh Thái gốc. À, bạn này người Thái này. Thái. Đây Thái pha kê. Trong đây pha kê đây. Em ở đâu? Em có biết nói tiếng Thái không? Biết nói một vài câu ạ. Em ở đâu? Dạ em ở Tây An. Tây An nhưng mà quê gốc ở đâu? Quê gốc ở đây ạ. Dạ. Yeah. Thế biết nói tiếng Thái không? Biết nói một vài câu. Anh yêu em nói nào? À, em yêu anh nói nào? Ai? Nọ mặc ai? Nọ mặc ai? Nọ mặc ai? Ai mặc nọ? Ai mặc nọ là anh yêu em rồi. À, lái lai này như nào? Ai mặc nọ? Nhiều lắm. À, thế mình biết đấy nhỉ? Anh yêu em nhiều nhiều. Ai mặc nọ? Lái lai. À, chào các bạn. À, bây giờ thì thầy đang chuẩn bị gọi là làm lễ các bạn ạ, và sẽ đưa gọi là các cô gái đi ra ngoài bên bờ suối để gội đầu. Thì đây là thầy cúng ở trong bản. Ở đây thì có khoảng tầm 50 cô các bạn ạ. 50 cô. À, đây là lễ hội Á Hồ Chiêng các bạn nhé. Á Hồ Chiêng theo tiếng người Thái gọi là Tết gội đầu các bạn ạ. Cái này thì sẽ hay thường được tổ chức vào ngày 30 Tết, gọi là bà con trong bản sẽ ra bên suối gọi là gội đầu để gọi là tẩy rửa hết những cái gì gọi là đen đủi, cầu mong một cái năm mới gọi là bình an và nhiều may mắn hạnh phúc đấy. Đấy. Chào các em cháu nha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đồng tê, đồng tê. Thấy qua đấy không? Đồng tê. Ôi trời ơi. Nhiều tê. Cái này là như kiểu là mình được sống lại tuổi đôi mươi ấy nhỉ. Đấy. Thấy là Sơn, mình tắm luôn đấy. Lai Sơn. À. Đó, thấy không? Lai Sơn. Ôi anh em. Những cái điều đặc biệt mà chỉ có ở Lai Châu thôi các bạn ạ. Như bạn di chuyển đến Lai Châu, đến với Phong Thổ, nơi mà cách thành phố Lai Châu từ 30 cây ấy, thì các bạn nhớ ghé qua Mường So các bạn nhá, để trải nghiệm những cái điều độc đáo. Đặc biệt là những cái điều mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ấy là sẽ là về ẩm thực, về các lễ hội như kiểu là Nàng Hang, rồi là Thanh Kipa, cũng như là rất là nhiều những cái phong tục tập quán truyền thống, và đặc biệt là ẩm thực ở đây thì bà con nấu rất là ngon luôn. Có những mâm cơm mấy chục món liền. Bây giờ thì sau khi thầy làm lý thì bắt đầu là các em mới bắt đầu là đi xuống dưới suối này. Nhưng mà nhìn thì có vẻ nông nhưng mà không nông mấy bạn ạ, cũng hơi sâu ấy. Đó. Đây không thầy mò. Đây là quán này là thầy đang đi làm lý các bạn ạ. Trước khi gọi đầu là sẽ làm lý. Sông cối cổ thi hồ phù sa nằm môn. Ở dưới đấy có lạnh không? Có à? Ngăn mát một tí. Yeah. Bảo đừng cho ớt thuốc lào nhá. Xa xa các bạn này. Đấy. Đội hình trẻ. Còn khu vực bên này thì sẽ là các cô các chị. Bên một cây cầu rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp quá anh em ạ.
đây. Để ý tay trống đây. Để ý trống phải đều vào chứ. Trông tôm cùng. Thấy bụng lắm à? Ô! Gần được rồi, làm lại đi. Chậm nữa đi Yến ơi, chậm nữa đi một tí. Vâng. Mọi người nghe hiểu lại. Nào. 1 2 3 đấy. Vâng. Được chưa? Từ từ từ. Rồi tiếp anh tiếp. Khi nào mà có dưới cho tập trung nào. 1 2 3 đấy. 1 2 3. 1 2 Tạm rồi. Tạm được. Tạm được. Làm lại đi. Rồi. 1 2 Rồi. Cái này nó chuông thật to lên. Mấy chị bên này có vẻ khoái nhỉ? Sướng hơn. Sướng đúng không? Ơi. Làm lại. Đây các bạn ạ. Đây là một cái rất là hay luôn. Một cái đặc sắc như kiểu té nước của bà con này. Té đi chị. Nói chung là nước suối cũng rất là lạnh các bạn ạ. Đây là nói chung là một sự cố gắng rất là nhiều của các cháu các em học sinh đây. Lạnh chứ? Đó. Đó. Cảm giác thế nào? Khá là vui ạ. Khá là vui à? Có lạnh không? Có. Ôi, tranh thủ đi nhanh về thay quần áo không là ốm bây giờ. Đó các bạn. Đây là một trong những cái nét văn hóa đặc sắc mà mình vừa giới thiệu cho anh em xem. Thì nếu như có dịp đến với Mường So thì các bạn nhớ ghé qua để mà trải nghiệm như là khám phá các bạn nhé. Và bây giờ thì mình xin phép các bạn là mình kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người nhớ like và share cũng như là subscribe ủng hộ kênh của mình các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhưng mà đẹp quá các bạn ạ.